Hello cả nhà, thầy vẫn đang đau họng, mất tiếng, ốm các kiểu là điều. Nhưng mà hôm nay nhỡ hứa các em rồi nên là mình cứ học thôi. Tay học live 10. Chào Nguyễn Hoàng Vũ. Các em nghe giọng thầy biết đấy. Bạn nào chưa xem video live stream về tường thì xem về tường nhá. Các em nhớ xem nhanh về tường, trên 100 bạn thì mình bắt đầu học. 100 bạn thì mình bắt đầu học. Trên 100 bạn thì mình bắt đầu học nhá. Đổi nhạc rồi. Chào Ngọc Như. Hello cả nhà. Hello với tất cả. Thế cả bao nhiêu điểm? Thế Khải thi được bao nhiêu điểm? Chào Phạm Hải Vân. Hải Vân được bao nhiêu hóa đấy? Các em giúp thầy tắt tất cả các bạn 2K1 vào đây nhá, 2K2 vào đây nhá. Hải Vân bánh bèo. Em trai họ Bùi. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe lại về tường nhá. Lục Trung Đức cơi xe vào trong cái nhóm live VIP giúp thầy với. Hello Khánh Nguyễn. Thầy vẫn chưa xe lại được lên trên fanpage của thầy. Các thầy ảnh thế nào có nét không? Bạn nào thấy ảnh sắc nét chấm các để thầy biết à? Các thành viên nào thấy hình ảnh sắc nét chấm các để thầy biết cái. Hai hai điểm thừa sức vào đại học chứ. Hải Vân, chào Nguyễn Thị Linh. Hello, chào Táo Đỏ. Các thành viên xe lại về tường cho xe trong các nhóm giúp thầy nhá. Hello. Chào. Thầy đang xe một số nhóm của thầy đã. Em đợi một xíu xong mình bắt đầu học. Hello, biết bạn nào đang chào thầy. Chào Quang Hiếu. Quang Hiếu tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream giúp thầy nhá. Chào Linh Lã. Chào Nguyễn Thị Thu Thủy. Nguyễn Thị Thủy là hết đề này chưa? Đề này cũng khó và chuất, không kém đúng không? Đề hôm nay không có boss, đề này trong sách của thầy mà. Đề này trong sách đề và Lục Trung Đức, đề boss để tuần sau. Ok. Cái này Tối thứ tư mình bắt đầu sang chương mới nhá. Sang chương số 2. Chương mới, chương carbohydrate. Nhớ chưa? Tối thứ tư vào lúc 20 giờ mình bắt đầu sang chương mới, chương số 2 của chương trình lớp 12, chương carbohydrate. Các em nhớ bảo tất cả các bạn của em. Em xe rồi, giờ đang chuẩn bị xe trong nhóm. Đúng rồi, xe trong nhóm giúp thầy với. Xe trong nhóm, xe vào trong nhóm chat lớp mình với Thủy. Nhớ chưa? Đấy, thế vậy là suy ra là cái phần chương số 1 chúng ta có 10 buổi livestream. Các em chú ý đấy. Đề này cũng chất, đúng rồi. Em nhìn thấy một chương thôi, phải vào tận 10 buổi livestream. Tương đương với lớp off của thầy. Thì như vậy thì mình mới học chất được. Chứ một chương học có 1-2 buổi thì làm sao mà chất được. Vẫn đồ ấm chính xác, nghe giọng viết đúng không? Hello Phạm Đức Hát Đức. Đấy, các em nhớ xe về tường công tác tất cả các bạn của em vào trong video livestream rồi nhá. Mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Các em nghe giọng thì biết thầy vẫn đang có ốm nhưng mà vẫn cố gắng livestream cùng các em là các em biết như thế nào rồi. Cố lên, chúng ta cùng chiến đấu nhá. Nào, mình cùng chiến đấu cho buổi thi ngày hôm nay. Ok, bắt đầu nào.
Ví dụ số 1. Ví dụ số 1. Nhớ comment đáp án nhá. Nhớ comment đáp án. Xong rồi là tag tất cả các bạn vào trong video live stream này. Câu số 1. Ví dụ số 1. Sau hóa hoàn toàn 17,24g chất béo. Các em lưu ý chút này. Trong quá trình chia dạng thì chúng ta cần lưu ý. Đúng rồi, đây là một số câu ST. Các em cần lưu ý này. Trong quá trình chia dạng ST lipid chất béo, các em cần lưu ý cho thầy một điều như sau. Thứ nhất là chất béo tác dụng ăn 3NaOH để tạo thành xà phòng cộng với lại glycerol C3H5OH3. Vậy có nghĩa nếu số mol chất béo là 1 thì số mol NaOH là 3 thì số mol của glycerol là 1. Và từ đây thì mình suy ra được một cái phương pháp chuyên giải của bọn chất béo, đó là mình luôn luôn có số mol OH trừ tương đương với số mol NaOH thì luôn bằng 3 lần số mol glycerol. 3 lần số mol glycerol. Và cái điều thứ hai là mình luôn luôn có số mol chất béo thì bằng số mol glycerol. Mặt khác, chào Ngọc Mai. Mặt khác, nếu mà mình thực hiện phương pháp bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Cái này các em lưu lại nhá, cái này rất quan trọng của chất béo. Thì mình luôn luôn có khối lượng của chất béo cộng khối lượng của NaOH thì luôn bằng khối lượng của xà phòng cộng khối lượng của glycerol. Vậy đây là ba cái căn bản nhất của chất béo mở ra cho việc giải mọi bài tập của chất béo. Các em cần lưu ý nha. Lưu ý phần này lại về tường. Đây là ba phần quan trọng nhất. Thầy nhắc lại cái phương pháp giải ngay lầu bài để chúng ta làm bài tập. Chào Đào Duy Tùng. Hello, chào cả nhà. Chào tất cả các bạn và các em. Khi Đào làm bài tập, khi Đào dùng bảo toàn khối lượng thì quan sát trong bài thì chữa nhé. Lúc Đào làm thì ok. Chào Phạm Bình. Chào Phạm Thị Tâm. Học luôn nhá. Mình có ví dụ số 1. Mình có ví dụ số 1. Có ví dụ số 1 này. Ví dụ số 1. Sau vong hóa hoàn toàn 17,24g chất béo thì cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Thế thì mình khó này. Chất béo này. Ăn 3 NaOH này. Để tạo được xà phòng này. Cộng với glycerol là C3H8O3 này. Số mol của NaOH bằng 0,06. Đề bài nói chúng ta là cần dùng vừa đủ. Các em lưu ý nha. Cần dùng vừa đủ. Chào Phạm Thị Tâm. Hello em. Mình suy được luôn ra số mol glycerol 0,06 x 1 chia 3 thì bằng 0,02. Thì chữa cực kỳ chậm cho các em. Được chưa? Đến đây mình có bảo toàn khối lượng này. Bảo toàn khối lượng. Đề bài cho ta 17,24g chất béo. 17,24g chất béo cộng với lại NaOH này 0,06 x 40 hợp lý gì thì lưu thương bằng này khối lượng xà phòng này cộng với lại 0,02 x 92. Hello Quỳnh Nhím. Đến đây mình bấm máy tính mình tìm được mol xà phòng bằng. Thầy có live vô cơ không nhá? Sắp tới sẽ live vô cơ. 17,24 cộng 0,06 x 40 trừ đi 0,02 nhân 92 17,8. Nhìn chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án à. Đấy. Đây là tài liệu trong sách của thầy, sách chuẩn bị xuất bản nhá. Các em chú ý này. Để mà một cái chuyên đề để mà chuẩn thi đại học thì chúng ta đây các em nhìn một chương ST lipid thầy dạy đến 10 buổi. Phải học như vậy thì mình mới đủ trình độ để thi đại học. Chứ dạy có một vài buổi, chứ học có một vài buổi để mà đi thi thì như vậy không bao giờ thi được. Không bao giờ thành công. Các em cần chú ý nhé. Chúng ta cần chú ý học tiết kiệm thời gian. Thầy ốm lay ốm lóc. Đúng rồi. Ốm lay ốm lóc vẫn cố dạy chính xác. Nghe giọng là biết. Ví dụ số 2. Thế nên là nhớ là xe lại về tường nhá. Có lịch học em ơi. Bạn nào chưa biết lịch học này. 20 giờ tối thứ hai là live lớp chung này. 20 giờ tối thứ tư. Đấy, nhầm đấy. 20 giờ tối thứ hai. 20 giờ tối thứ tư là lớp chung. 21 giờ 15 tối thứ năm là lớp live VIP. 7 giờ sáng chủ nhật là lớp live VIP. Thế nhá. Mình sang ví dụ số 2 rồi. Mình sang ví dụ số 2, các em nghe giọng biết. Giọng khàn như này còn quá cute. Khối lượng glycerol thu được khi đun nóng 2,25kg tristerin. Các em chú ý cho thấy này này. Kg tấn tạ thì coi như gam. Coi như gam để tính toán nha. Đấy, kg tấn tạ coi như gam để tính toán. Ốm lâu rồi lưu thương ạ. Ốm lâu lắm rồi ấy.
ốm lâu lắm rồi nên là nhưng mà vẫn phải live stream dạy bọn em đấy. Thôi cố lên, tập trung vào học, xong rồi là nhớ xe lại về tường công tác các bạn vào nhá. Thank you, cảm ơn các em. Khối lượng glycerol thu được khi đun nóng 2,225 kg tristerin. Tristerin là C17H35COO tất cả 3 lần. C35 lịch học chúng ta là 20 giờ tối thứ hai và 20 giờ tối thứ tư em nhé. Tác dụng với NaOH. Tác dụng với NaOH. Đúng không? Thì thu được glycerol 3NaOH thu được C17H35COONa cộng glycerol là C3H8O3. Được chưa? Ok, đang cố đây. Đang cố đây. Các em thử xe thật mạnh xem tối nay ốm liệu livestream lên 200 bạn không? Vậy ở đây mình có này, 2,25 g này, chứa 2% tạp chất trơ. Vậy suy ra nguyên chất khối lượng tristerin nguyên chất chuẩn bằng 2,25 nhân với 0,8. Vậy mình tìm được m nguyên chất. Đây là C3H5 thì ghi nhầm. M nguyên chất vậy đây mình có này, 2,225 nhân 0,8 chia 890 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3. 2 nhân 10 mũ trừ 3 thì ngay lập tức mình suy ra được luôn số mol glycerol cũng bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng chưa? 2 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 92. Thank you Nguyễn Thùy Linh thầy vừa sửa rồi. Nhân 92 bằng 0,184 kg. Đáp án đúng đáp án B. Ok chưa? Thế thì đến đây thì nhắc các em một tí để mà giải nhanh các bài tập về bọn chất béo ấy. Để giải nhanh các bài tập về bọn chất béo thì em cần lưu ý cho thầy một số cái vấn đề như sau này. Thứ nhất là tristerin công thức là C17H35COO 3 lần C3H5 phân tử khối là 890. Thứ hai là triolein là C17H33 chào Lê Bắc COO tất cả 3 lần C3H5 khối lượng là 884 phân tử khối đấy. Thứ ba là triolein là C17H31COO 3 lần C3H5 là 878. Và cuối cùng là tripalmitin là C15H31COO 3 lần C3H5 phân tử khối là 806. Hello tỷ tỷ tỷ. Tâm ơi nhìn lại nhá. Tripalmitin là C15H31, triiodolin là C17H31, nhớ chưa? Đây ba cái này nhớ, phân tử khối đây. Nhớ nhá để mình còn giải. Được chưa? Ok chưa? Vậy ở đây mình có này, sang cái ví dụ số 3 để mình giải nhanh mà. Sang ví dụ số 3. Thể tích khí hydro cần để hydro hóa hoàn toàn 1 tấn triolein. Được em ạ. Được Lê Bác ạ. Hydro hóa hoàn toàn 1 tấn triolein. Ở đây coi theo lít. À, quánh theo lít. Thế thì 1 tấn thì mình phải đổi về. Lít thì thường hay chơi theo gam. Vậy tấn phải đổi về gam. Vậy 1 tấn triolein thì bằng 10 mũ 6 gam. 10 mũ 6 gam. Thế ở đây mình cần tìm số mol triolein. Số mol triolein sẽ bằng 10 mũ 6 chia cho phân tử khối của triolein là bằng 8,84 đúng không? Thế là số mol nhá. Mình lưu ý này, triolein mình là C17H33COO 3 lần C3H5 đúng không? Cộng với lại H2 thì trong này mình có này, một PCC và một PCOO. PCO thì không phản ứng với hydro, chỉ có PCC phản ứng thôi. Một PCC nhân 3 là 3, vậy ăn 3 hydro. Vậy số mol đây là 10 mũ 6 chia cho 8,84 thì suy ra này bằng 10 mũ 6 nhân 3 chia 8,84 ra số mol nhá. Thì có này, 10 mũ 6 nhân 3 chia 8,84 bằng, được chưa, nhân 2,4 bằng ra thể tích 76018 lít. 76018 lít. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. Chào Quốc Khánh, chào em. Các em ơi, mình giải đến ví dụ số 3 rồi. Các em có hiểu bài không? Những bạn nào hiểu bài thì chấm các để thầy biết nhá. Những bạn nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh lại về tường nào. Những bạn nào mà hiểu bài rồi thì chấm các để thầy biết, để thầy còn có sức để mà thầy còn live stream cho các em nhiều nhiều hơn nữa.
Đau họng lắm, các em nghe giọng là biết rồi. Nhưng mà vẫn cố gắng live stream của em. Chúng ta đang cố gắng hết sức để vì kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Bởi vì thầy biết rằng là với các em thì rất là sợ môn hóa, mà thầy muốn cho các em cùng yêu môn hóa như thầy. Bởi vì môn hóa cực kỳ dễ các em ạ. Chúng ta cùng cố gắng nhá, ngay từ bây giờ, để không phải hối hận về sau. Chứ các anh chị 2K1 nhắn tin thầy nhiều lắm, thầy em hối hận lắm. Dám mà ước như là thời gian đã quay trở lại, nhưng mà thời gian không quay trở lại đâu. Chúng ta cùng cố gắng thôi. Nghe giọng thầy là biết rồi đúng không? Nào, mình chiến tiếp nào. Chiến tiếp nào. Bạn nào chưa xe là về tường nhá. Rồi. Câu ví dụ số 4. Quỳnh Nhím cho Samai đi học nhá. Nhắc cả lớp. Học ca 7 giờ đến 10 giờ. Đốt cháy hoàn toàn một mol chất béo. Thu được lượng CO2 và nước hơn kém nhau 6. À, cái này rất hay này. Chúng ta lưu ý này. Thì đốt cháy chất béo. Chất béo phải cháy nhá. Thì luôn có NCO2 lớn hơn nước. Và mình có một cái chú ý thứ hai nữa, đó là NCO2 trừ N nước mà chia cho N chất béo á, thì luôn bằng K trừ 1 với K ở đây bằng nhiệt lý à, với K ở đây bằng số pi cộng số vòng, chất béo không có vòng, mặt khác số vòng bằng 0, nên suy ra K đây chỉ bằng pi thôi nhá. Mà nó chính bằng số pi COO. Trong chất béo thì nó là triete nên luôn luôn có 3 pi CO. Đúng không? Cộng với số pi CC. Số pi CC. Đấy, được chưa? Thế đây mình có này, ví dụ số 4 đây. Quan sát này. Ví dụ số 4 nhá. Thật kỹ nha, câu đó rất hay thi. Đốt cháy hoàn toàn một mol chất béo thu được lượng CO2 ở nước hơn kém nhau 6 mol. Đây, một mol chất béo CO2 nước hơn kém nhau 6 mol, vậy để 6 phần 1 bằng 6 rồi. Vậy ngay lập tức từ đó thì suy được K bằng 6 cộng 1 bằng 7. 7 mà có 3 pi CO rồi. Vậy suy ra 7 trừ 3 thì còn 4 pi CC, chính xác Thủy ạ. 4 pi CC. 4 pi CC vậy thì suy ra chất béo này, một chất béo có 4 pi CC thì nó ăn 4 brom. Đúng không? Mình có số 1 brom bằng 1 nhân 0,6 bằng 0,6. Vậy suy ngược lại mình có 0,6 nhân 1 chia 4 0,15. Đáp án đúng đáp án gì? Câu này cực kỳ dễ mà rất nhiều bạn không làm được. Đấy, thầy giảng này các em hiểu chứ? Thanh niên nào hiểu thì chấm hết để thầy biết nhá. Bài này rất là hay. Các em nhìn ví dụ của thầy là từ dễ đến khó đấy. Thầy cho để cho các em cùng có làm, cùng có thể hiểu được. Đấy. Những bạn nào hiểu thì chấm ngay trong xe lại về tường nhá. Mình có tiếp tục sang câu tiếp theo nào. Câu số 21. Câu số 21 sắp đi học rồi. Sắp đến ngày đi học rồi. Xà phòng hóa hoàn toàn 444 gam một lipid thu được 46 gam glycerol và muối của hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là, câu này rất là hay luôn. Câu này rất là hay luôn. Nào. Bạn nào chưa xe nhanh lại về tường chứ. Câu 21 à. Xà phòng hóa hoàn toàn 444 gam một lipid. Lipid chính là chất béo đấy nhờ. Đây là chất béo này. Để bài cho ta là 444. Đúng không? Thì thu được 46 gam glycerol là C3H8O3. Số mol là 46992 bằng 0,5. Vậy suy ngược ra được số mol chất béo bằng 0,5. Đến đây mình thừa thông minh, mình tìm được phân tử khối của chất béo. Đúng không? Bằng 444 chia 0,5 bằng 888. 2K1 học được nhé Minh Hoàng. Thế là phân tử khối của chất béo bằng 888. Ok, thế lúc nãy mình nhớ này, triglycerin là 890. Thế bằng này là 888. Vậy nó chỉ có thể triglycerin là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Vậy để là 888 thì nhỏ 890 có 2 đơn vị carbon thôi. Đúng chưa? Vậy nó chỉ có thể là C17H35COO tất cả 2 lần. C17H33COO C3H5. Chắc chắn 100% chỉ có thể rơi vào này. Đúng không? Vậy suy ra nó gồm có 2 gốc C17H35,
2 gốc C17H35 và 1 gốc C17H33. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Chắc chắn 100% là đáp án D. Ok. Để câu 21 nha. Mình sang câu 22 này. Mình sang câu 22 này. Khối lượng triolein cần để sản xuất 5 tấn tristerin. Khối lượng triolein cần để sản xuất 5 tấn tristerin là gì? Là bao nhiêu? Các em comment đáp án câu 22 xem nào. 22 đáp án gì nhỉ? Giọng này đang đau ấy. 22 đáp án gì nhỉ? Ngọc Như còn nhớ bài không? 22 đáp án gì? Hôm nay mình nhờ học chia dạng mà. Phần chia dạng chất béo này không ai chia dạng cho bọn em đâu. Chỉ có thầy chia dạng thôi. Thầy hướng dẫn thật kỹ để cho ta cũng có thể làm được. 22 Quỳnh Nhím. Quỳnh Nhím chắc đúng đấy nhờ. Đúng chứng Đức ok. Nào, khối lượng triolein cần để sản xuất 5 tấn tristerin là bao nhiêu? Thế triolein, đấy, bắt buộc mình phải nhớ được công thức của nó. C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5 để ra được tristerin C17H35 COO 3 lần C3H5. Số mol giữ nguyên đúng không? Số mol giữ nguyên 5 tấn tristerin. Vậy mình lên 5 chia 8 90 thì suy ngược anh này cũng là 5 chia 8 90. Nhưng triolein thì mình có phân tử khối nó bằng 884. Vậy mình tìm được khối lượng là 5 chia 890 nhân 884 bằng 55 ấn nhân 8 4,966 hay là 4,966. Đây 4,966 này, tấn. Có nghĩa 4,966 2,292 kg. Đáp án đúng chúng ta đáp án A các em nhá. Nhìn chưa? Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Dễ chứ đúng không? Sang câu 23. Câu 23 này cũng hay này. Câu 23 này chúng ta phải ứng dụng theo cái phương pháp mà thầy đã dạy các em ấy. Phương pháp đấy gọi là phương pháp gì nhỉ? Phương pháp xác định đồng phân bằng phương pháp xếp số, đúng không? Đề bài bảo chúng ta là đun nóng hỗn hợp 3 axit béo có thể thu được bao nhiêu chất béo khác nhau. Câu này rất rất nhiều bạn làm sai ở câu này. Thầy làm chúng ta xem nhá. 3 axit béo khác nhau thì đặt thằng này là số 1, thằng này là số 2, thằng này là số 3 này. Nhìn thầy làm này. Vậy thì có này. Vậy thì có này. 1 2 3 này. Vậy thì có này ở đây nhá. Glycerol 3 axit béo thì có phải là bọn axit béo của thầy đều có dạng này không? R COO CH 2 CH R COO CH2 R COO đúng không? Vậy thì thay nhau ba cái thằng axit để cắm vào cái mạch này. Vậy thì có này, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 và cuối cùng là 1 2 3 1 3 2 2 1 3. Hello. Chào bạn Nguyễn Lương. Đừng dùng công thức em ạ. Và đây mình có này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Tổng cộng 18. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Vừa nãy này thấy có bạn Tuyết Nhi bạn kêu không hiểu. Tuyết Nhi cái này thì chia dạng trong lớp live VIP. Em ạ, cái này nó rất là dài thế nên là thầy phải chia dạng trong lớp live VIP chứ thầy không có thời gian nói ở đây. Được chưa? Đừng dùng công thức em ạ, công thức dễ bị lừa lắm. Học theo phương pháp của thầy không dùng bất kỳ một công thức nào cả. Ok, câu 23 không khó đâu. Câu 24. Câu 24, chào Gia Hân. Hello. 24 này. Khi đun nóng 4,45g chất béo tristerin có chứa 20% tạp chất với NaOH
thì thu được bao nhiêu kg glycerol? Biết hiệu suất phản ứng đạt 85%. Học sinh là sợ nhất là về vấn đề là về hiệu suất, đúng không? Thế thì ở đây thì có một cái chiêu để cân tất cả mọi ngành hiệu suất, đấy là thuận nhân nghịch chia. Các em nhớ nốt lại cái chiêu này nhá. Thuận nhân nghịch chia, nhớ chưa? Vậy đây mình có này, chất béo là triglycerin, đúng không? Thế thì thầy cứ ghi ra đây, C17H35COO tất cả 3 lần C3H5, được chưa? Vậy thì ta tìm được cái số mol của nó là chứa 2% tạp chất. Vậy là nguyên chất của nó là chỉ có 4,45 nhân với 0,8 thôi, là khối lượng. Mình tìm được số mol thì chia cho 890. Mình tìm được số mol luôn. Xem nào, 4,45 nhân 0,8 chia 890 bằng 4 nhân 10 mũ trừ 3. 4 nhân 10 mũ trừ 3. Ok chưa? Bằng 4 nhân 10 mũ trừ 3 nhá. Tác dụng với NaOH thì ra bao nhiêu kg glycerol? Glycerol là C3H5OH tất cả 3 lần, đúng không? Hiệu suất đạt 85% là 0,85, đúng không? Tỷ lệ 1:1. Vậy này là 4 nhân 10 mũ trừ 3 thuận nhân nhân 0,85. Ok chưa? Vậy đây mình tìm được khối lượng này. 4 nhân 10 trừ 3 nhân 0,85 bằng nhân 92 bằng 0,3128. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 0,3128. Ok, là dễ đúng không cả nhà? 24A chính xác. Sao mình sang câu 25 nào? Mình sang câu 25 nào. Xà phòng hóa hoàn toàn 208g một loại chất béo. Câu 25. Xà phòng hóa. Thanh niên nào chưa xe lại về tường, xe là nhanh lại về tường nhá. Tí live stream xong là thầy ẩn video live stream đấy. Nhớ đấy, thanh niên nào mà chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh lại về tường. Tí live stream xong thầy ẩn. Nào, câu 25. Xà phòng hóa hoàn toàn 208g một chất béo thì cần dùng vừa đủ. À, vậy mình có này, chất béo này cộng NaOH này thì thu được xà phòng này cộng glycerol này. Mình tìm được số mol NaOH bằng 1,5 nhân 0,5 bằng 0,75. Đến đây mình tìm được luôn số mol glycerol 0,75 nhân 1 chia 3 0,25. Đấy chưa? Đến đây mình tìm được khối lượng luôn. 0,25 nhân 92 bằng 23g dày. Rất dễ đúng không? Mình tiếp này. Khối lượng xà phòng thu được là, muốn tìm được khối lượng xà phòng ấy thì mình cần bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng chất béo là, không sao đâu em, em cứ xe đi. Không những xe ở trong lớp mà xe vào trong các nhóm lớp của các em nữa. Bảo toàn khối lượng, mình có khối lượng chất béo cộng khối lượng NaOH thì bằng khối lượng xà phòng cộng khối lượng glycerol. Nha. Khối lượng chất béo chúng ta biết từ toàn 208. Khối lượng NaOH thì bằng 0,75 nhân 40 thì bằng khối lượng xà phòng cộng khối lượng glycerol 0,25 nhân 92. Đến đây mình tìm được mol xà phòng. 208 cộng 0,75 nhân 40 trừ 0,25 nhân 92 261. Được chưa? Ở thầy bấm nhầm à? 208 cộng 0,75 nhân 40 này. À đấy, trừ 215g. Nhìn kỹ không? 215. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Hiểu không các em? Các em hiểu câu này không? Đấy, cái phần bài tập về chất béo ấy, đôi khi mà chúng ta làm, chúng ta phải có cái việc mà phân định dạng bài tập rõ ràng thì mình mới giải được bài tập. Còn nếu không sẽ cực kỳ khó khăn trong việc giải bài tập nha. Ok chưa? Mình sang câu tiếp theo này. Câu số 26 nha. Câu tiếp theo, câu số 26. Thanh niên nào cho xe thật nhanh về tường nha. 26. Không có ai chia dạng bài tập chất béo cho em đâu ngoài thầy. Đây đáng nhẽ là một bài live stream trong nhóm live VIP, nhưng mà thầy lại cho live stream bên ngoài để cho các em cùng học. Và thứ tư là mình sang chương mới, chương hydrocarbon hydrat nha. Chương carbon hydrat. 26. Xà phòng hóa hoàn toàn một lượng chất béo X cần dùng vừa đủ. Vậy đây mình có này. Chất béo cộng NaOH ăn 3 NaOH
để tạo để tạo thành gì? Xà phòng cộng với lại glycerol C3H5OH bằng nha. Vậy đây mình có này 40 kg NaOH 15%. Vậy đây thể tìm được MNaOH nguyên chất sẽ bằng 40 nhân 0,15. Và đây thì tìm được số mol. 40 nhân 0,15 chia 40 thì bằng 0,15 mol. Hoàn toàn đến đây mình suy được số mol glycerol 0,15 nhân 1 chia 3 bằng 0,05. Và hoàn toàn đây mình tìm được khối lượng glycerol 0,05 nhân 92 4,6 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Mình like bao giờ hết thì thôi em ạ. Mình like bao giờ hết đống này thì thôi. Nhá, không có like đến mấy giờ hết. Các buổi like của thầy đều là like đến lúc nào mình chưa hết bài. Sao bài sớm lên Nguyễn Thị Mỹ Linh. Nào, mình có tiếp sang câu tiếp theo. Câu số 27. Câu tiếp theo, câu số 27. Rồi, thank you Phạm Thị Tâm. Phạm Thị Tâm trả lời các bạn giúp thầy nhá. Thầy bài dạy quá, không kịp trả lời. Câu 27 nào. 27 đáp án gì các em nhỉ? 27 đáp án gì đấy cả nhà? 27 đáp án gì nào? Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe lại nhanh lại về tường nhá. Thanh niên nào mà chưa xe ở trong nhóm lớp của em thì giúp thầy xe lại trên nhóm lớp của em nhá. Để mà cho các bạn cùng học giỏi, khi mà chúng ta sống ở trong môi trường rất rất nhiều bạn học giỏi tương đương với mình thì em mới có sức phấn đấu, em mới có sức chống chịu để mình có thể học tốt hơn được. Em nhìn thấy như ở thành phố Hồ Chí Minh đấy, có một lớp rất rất nhiều các bạn giỏi đấy, bởi vì là các bạn ấy cùng giúp nhau trong việc học. Đúng không? Nên là phải cày đi. Cày ngay từ giờ. Đúng chưa? Không chờ đợi ai cả. Ok, mình tiếp sang câu tiếp theo. Câu số 27 nhá. Câu số 27. Khi cho 178 kg chất béo trung tính. Lại chất béo này. Trung tính này. Phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH này. Chúng ta lại như vừa nãy mình tìm được MNaOH nguyên chất, đúng không? Thì bằng 120 nhân với 0,2. Đến đây mình tìm được số mol NaOH bằng 120 nhân 0,2 chia 40 bằng 0,6 mol. 0,6 mol. Được chưa? Thế là một thằng này ăn 3 NaOH để tạo thành xà phòng cộng với lại glycerol C3H5OH 3 lần. Thế hoàn toàn mình tìm được số mol của glycerol bằng 0,6 nhân 1 chia 3 bằng 0,2. Ta đi bảo toàn khối lượng. Mình có 178 cộng với 0,6 nhân 40 thì bằng khối lượng xà phòng cộng 0,2 nhân 92. Đến đây mình tìm được mở xà phòng. 178 cộng 0,6 nhân 40 trừ 0,2 nhân 92 bằng 183,6 kg. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Các em hiểu kỹ chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. B bỏ đấy nha. Ok. Mình tiếp này. Mình tiếp sang câu tiếp theo là câu số 28. Một câu cũng khá là cứng ở trong tờ đề này. Một câu cũng khá là cứng trong vấn đề này. Rất là hay, rất là thú vị câu này luôn. Đứa nào mà thông minh thì giải được ngay. Mà đứa nào mà hơi gà gà một chút là không là khó thể giải được. Trong quá trình để chúng ta học ngay lập tức trong hè. Thế thì đến lúc mà bọn bạn của các em, các bạn bắt đầu đi học thì mình đã học xong chương 1 rồi. Hôm nay là buổi cuối của chương 1 các em ạ. Hôm nay buổi cuối chương 1. Thứ tư là mình sang buổi đầu tiên của chương 2. Nhá, các em chú ý theo dõi live stream. Share live stream của thầy về tường. Xong rồi là tác giúp thầy tất cả các bạn của em vào trong video live stream. Để mà sau này nếu mà các bạn có đi học, các bạn có bảo là sao phải học nhanh thế thì mình có thể bảo rằng là do đơn giản là bởi vì là ta học ông Minh từ trong hè thôi, đúng không? Nào mình có rồi, tiếp tục này. Và tất cả các bạn đã học thầy, nhưng em nhìn thấy các điểm của anh chị rất là cao. Câu 28, khi thủy phân chất béo X trong môi trường NaOH thu được glycerol và hỗn hợp 2 muối. À, đây này, chúng ta phải chú ý một tí, chúng ta chú ý một tí về chất béo nhá. Thu được 2 muối này. Vậy điều này chứng tỏ này, chắc chắn cho chất béo là R1COO này, CH2 này, R1COO này, CH này, R2 này, COO này, CH2. Điều này chứng tỏ bắt buộc 100% là ở bên trong cái bọn chất béo này của mình phải có một thằng chiếm 2 gốc và một thằng chiếm 1 gốc. Không em nhá, không up lên YouTube đâu.
một thằng chứa hai gốc, một thằng chứa một gốc, đúng chưa? Phải thu là hai mũi, phải không thể cả lúc ba gốc được, loại loại, đúng chưa? Thế tiếp tục nhìn kỹ nhá. Thế thì bây giờ nó thu được hai cái mũi, một mũi là C17 H35 COO NA. Đấy đây này, khúc sau không biết làm, thế thì phải coi để thầy chữa nha. Tiếp tục này, và C15 H31 COO NA. Các em quan sát kỹ nha. Khối lượng hơn kém nhau 1,87 lần. Vậy mình có hai khả năng xảy ra. Nếu mà thủy phân một mình anh này thì có thể anh này là chiếm 2 phần, anh này chiếm 1 phần. Đúng không? Nếu anh này chiếm 2 phần, anh này chiếm 1 phần thì các em nhìn nhá. Phân tử khối của C17H35CONA lớn hơn gấp 1 lần C15H31, đúng không? Đúng không? Lớn hơn gấp 1 lần, đúng chưa? Thế mà đây là thằng này là 2 mol, thằng này 1 mol, chắc chắn là lớn hơn gấp hơn 2 lần. Về loại chưa? Không tin em bấm máy tính thử thôi. 12 nhân 17 cộng 35 cộng 67 bằng nhân 2 chia cho mà còn đơn. 12 nhân 15 cộng 31 cộng 67. Đây. 2,2 lần. Đúng chưa? Mà đề bài cho bao nhiêu? 1,87. Vậy chắc chắn anh này chiếm 1 phần và anh này chiếm 2 phần. Tinh ý thì thấy. Anh này lớn hơn 1 lần anh này, vậy anh này mà hai gốc thì nó chỉ là 1,87 thôi. Không tin thì bấm máy tính cho nhìn nhá. 12 nhân 17 cộng 35 cộng 67. Đúng chưa? Bằng này, 306 này. 12 nhân 15. 12 nhân 15 cộng 31 cộng 67 nhân 2 chia n bằng. Đây, 1,817 lần. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là có hai gốc C15H31. Đáp án đúng đáp án C các em nha. Đáp án đúng mình đáp án C. Mình sang câu tiếp theo, câu số 29 à. Hình như cái này khó sao ấy, nhiều đứa không máu. Không máu comment đáp án cho lắm. Đây là phần thầy chia dạng bài tập mà. Chia dạng bài tập rất ít, thì cô chia dạng bài tập cho phần chất béo cho các em đấy. Nên là chú ý theo dõi. Bạn nào chưa share lại về tường thì share thật nhanh về tường nhá. Thầy đau họng cực kỳ luôn nhưng mà vẫn cố gắng live stream cho các em. Thank you Nguyễn Thị Linh. Làm gì có thấy được thầy đâu mà kêu thầy đẹp dài ở Bắc. Bắc chém gió vừa vừa thôi. Học bài đi em. Câu 29. Sao bọc hóa hoàn toàn 17,24 gram một loại chất béo trung tính. Sao bọc hóa 17,24 gram một loại chất béo trung tính. Chất béo 17,24 gram. Cần vừa đủ NaOH, ăn 3 và NaOH thì thu được xà phòng cộng glycerol C3H8O3, đúng không? Số mol NaOH là 0,06. Thì mình suy ra được số mol glycerol mà 0,6 chia 3 mà 0,02. Bảo toàn khối lượng rất dễ thôi, đúng không? Thì khối lượng chất béo mà 17,24 cộng khối lượng NaOH bằng 0,06 nhân 40 thì bằng khối lượng xà phòng cộng 0,02 nhân 92. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng xà phòng nhỉ. 17,24 này cộng 0,06 nhân 40 này trừ đi 0,02 nhân 92 này, bằng này 17,8, đúng không? Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án à. Đấy, Phạm Thị Tâm rất tốt, chính xác. Tâm cứ cài này đi, kiểu gì cũng đỗ được học sinh giỏi luôn. Tâm cứ cài này với thầy, kiểu gì cũng đỗ học sinh giỏi luôn. Team của thầy toàn team học sinh giỏi theo học luôn. Chăm chỉ vào Tâm nhá. Đỗ học sinh giỏi có thưởng. Câu 30. Câu 30. Cho glycerol phản ứng với hỗn hợp. Cái anh như nhớ thầy hay sao ấy nhỉ? 2000 mà vẫn chưa vào học. Bán giày đi em ơi. À, cho glycerol phản ứng tối đa hỗn hợp axit béo gồm. Đây. Số loại triester phải đặt anh này là số 1, thế này là số 2. Vậy thì sẽ có được tạo thành tối đa nhá. 1 1 1, 2 2 2, 1 1 2, 1 2 1, 2 2 1, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, 6 anh. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án à. Cô cho là đề trung học phổ thông quốc gia thì Tâm vào YouTube của thầy xem tất cả các bộ đề thầy chữa cho các anh chị 2K1 vừa rồi ở trên YouTube thì vẫn còn. Tâm ạ. À, Tâm vào xem đấy là khéo là cân hết tất cả mọi bài của cô giáo với cách giải cực nhanh luôn. Trên YouTube thì vẫn còn nhé, nhưng bạn nào muốn học trước. Nào mình có này. Tiếp sang câu 31 này. Úi giời, đứa này đứa nào kêu đề hôm nay không có bot. Bao nhiêu bot ở phía dưới này. Nào, câu 31 này. Cho hai bình không nhãn.
cho hai. Thế thì phải học khóa, thế thì nếu mà tâm mà muốn loát hết lý thuyết phải học khóa full video, học khóa full video đi thì loát được hết lý thuyết tâm nhé. Em học hết khóa full video, có bạn học rất khủng. Năm ngoái này nhớ có bạn ứng viên, bạn học trong một tuần hết khóa full video, hơn 150 video là bạn ấy full hết lý thuyết đấy nhá. Tâm không phải học trước cái khóa full video đi được. Có hai bình không nhãn được riêng biệt hai loại, hỗn hợp gồm dầu bôi trơn máy. Dầu bôi trơn máy này mấy thằng con trai quen rồi, mấy dầu thực vật cái này thầy không biết đâu. Nhưng mà bố thầy bảo là dầu bôi trơn máy là chỉ gồm có của bọn hydrocarbon, có nghĩa là bọn CHT. Còn dầu thực vật thì mình biết rồi, được chưa? Úi rồi còn chưa cày lại được mấy cái like trước, thế thì phải cày đi. YouTube của thầy là Minh Myelin. Dầu thực vật, dầu thực vật cũng là CH và O, vậy là khác nhau về gì nhỉ? Khác nhau mặt bản chất, đúng không? Dùng cao watt dư được, nhưng mà thủy phân nó không làm ăn được gì hết. Dùng C watt là cũng chịu, dùng đa watt chịu. Thế này, đun nóng với cao watt, khi đun nóng với cao watt thì dầu bôi trơn máy vẫn là CHI. Nhưng mà dầu thực vật thì nó thủy phân ra gì? Glycerol. Thì CuSO4 sẽ nhận biết được glycerol. Nên đáp án đúng của mình là đáp án D. Ok chưa? Chính xác. Đây, sang khó này rồi. Sang 32 đây. 32 con này chữa nhiều lắm rồi các em ơi. 32 này chữa nhiều lắm rồi các em ơi. 32 này bây giờ chúng ta chiến là phần nào nhỉ? Là 32 giờ mình chiến là phần nào nhỉ? 32 giờ cày kiểu gì? 3 giờ làm kiểu gì các em ơi? Hãy comment phương pháp mà thầy đã từng dạy các em để làm cho câu 32 ạ. Phương pháp gì nhỉ? Phương pháp gì để chuyên cày câu 32? Phương pháp gì chuyên cày câu 2? Đốt cháy hoàn toàn. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm acid acrylic này. CH2 đối đôi CH COOH. Vinyl acetate đúng rồi, nhớ cả đáp án đế bẩn đúng chính xác. Nguyễn Tiến Ngọc skin đế bẩn chính xác. Cung Quỳnh Thương chính xác đế bẩn. Vinyl acetate CH3COO CH nối đôi CH2. Metin acrylat CH2 nối đôi CH COO CH3. Acid oleic C17 H33 COOH. Được chưa? Toàn bộ khối lượng bọn này là bằng 3,42 gam. 3,42 gam. Nha, đốt cháy là tác dụng oxy này. Thu được toàn bộ sản phẩm cháy là CO2 và nước hấp thụ vào CaOH 2 lần dư. Được chưa? Thu được kết tủa là CaCO3. 18 gam kết tủa mình tìm được số mol bằng 0,18. Khối lượng X so khối lượng dịch CaOH bắt đầu thay đổi nào, mình đặt anh này là A, B, C, D, 4 ẩn, 1 dữ kiện. 0,18 đúng không? 2 dữ kiện đúng không? 1 dữ kiện này. 2 dữ kiện. Vậy mình được quyền gạch đi. 2 ẩn. Gạch khác này. Ok. Và mình sẽ có 1, 2, 3. Anh này là bằng 74A hả? Cộng với 1, 2, 3, 4. Anh này là 86B. Thì bằng 3,42. Phương trình thứ hai mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon 1 2 3 3A cộng với 1 2 3 4 4B thì bằng 0,18. Ok chưa? Đến đây mình bấm máy tính giải hệ là xong. Hello Lê Quân Quỳ Quân Tức Trung. Ồ đấy, cũng được Quân ạ. 74 bằng 86 bằng 3,42 bằng 3 bằng 4 bằng 0,18 bằng. Ơ, chỗ này như thế bấm nhầm sao nhỉ? Anh này không phải 74, anh này 72A. Thầy bấm nhầm. 72A. 72 bằng 86, 3,42 34 bằng 0,18, âm 0,06 và 0,09. A bằng âm 0,06, B bằng 0,09. Âm kệ nó nhé. Âm kệ nó các em nhé. Vậy đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro này. 4 này, cộng 1 là 3, cộng 4. Vậy là đây là 4 nhân 0, âm 0,06 cộng với anh này là 6 nhân 0,09 được bao nhiêu chia cho 2, được chưa? À, tại vì đây là skin đế bẩn của thầy Hoàng Hưng ạ.
Điều skin của thầy 4 nhân âm 0,06 cộng 6 nhân với 0,09 bằng chia 2 bằng 0,15. Thế đây đề bài nói này, khối lượng của x so với khối lượng dung dịch ban đầu thay đổi như nào? Thế mình có delta m đã. Delta m thì bằng m vào trừ m ra. M vào đây là CO2 và nước. M CO2 cộng m nước. M ra đây là m kết tụa. M CO2 là 0,18 nhân 0,18 nhân 44. M nước là 0,15 nhân 0,15 nhân 18 trừ m kết tụa là 0,18 nhân 100 là 18. Vậy là bằng 0,18 nhân 44 này cộng 0,15 nhân 18 này trừ đi 18 này bằng âm 7,38. Có nghĩa đây là khối lượng dung dịch giảm đi 7,38 gram. Vậy đáp án đúng mình ra đáp án dễ. Rất là dễ đúng. Cực kỳ dễ luôn ý. Các em có hiểu không nhỉ? Thanh niên nào hiểu chấm cái để thầy biết à? Các skin này thầy quen lắm à? Đúng không? Các skin này của thầy quá quen thuộc. Nào, bạn nào chưa xe lại về nhá. Đúng rồi. Ghét thằng nào gạch thằng đó, chính xác tiến lên. Gạch hai cái bất kỳ chính xác cung bình bình thường. Nào mình có sang câu tiếp theo rồi. Câu số 33. Câu số 33 là. Đúng rồi, cài skin đấy thì vẫn kinh khủng, chính xác đấy. Thank you. Tuyệt vời, nhớ xe lại về tường nhá. Xong xe cho các nhóm giúp thầy Tâm với lại Thủy nhá. Tâm với Thủy là hai thành viên nhóm live VIP ấy. Tiếp tục nào. 33. Hỗn hợp X gồm axit palmitic với mà không thuộc tên là toi luôn. Acid palmitic là C15H31 COOH. Acid stearic là C17H35 COOH. Acid linoleic là C17H31 COOH 3 thằng. Trung hòa thằng này thì cần NaOH 1 nhân 0,04 bằng 0,04. Đúng chưa? Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn mgamic thì thu được CO2 15,232 5,232 chia 2,4 0,68 mol. Nước 11,7 chia 18 0,65. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình đặt anh này là A, B, C. Ok. Vậy mình sẽ có hệ phương trình A cộng B cộng C bằng 0,04. Phương trình thứ hai là bảo toàn số biệt tử carbon. 15 cộng 1 là 16A cộng với 17 cộng 1 là 18B cộng với 17 cộng 1 là 18C thì bằng 0,68. Được chưa? À hello Phạm Quốc Trường cũng nhóm live VIP. Hôm nay team live VIP thầy học nhiều nhỉ. Team live VIP điểm danh chấm cái nào. Tiếp tục bảo toàn nguyên tố hydro 31 cộng 1 đừng quên nhá. 31 cộng 1 bằng 32A cộng với 35 cộng 1 là 36B cộng với 31 cộng 1 là 32C thì bằng 0,65 nhân 2. Ok chưa? 1, 3 bảo hệ này 1, 0,04 bằng 16 bằng 18 bằng 18 bằng 0,68 bằng 32 bằng 36 bằng 32 bằng 0,65 nhân 2 bằng 0,02. A bằng 0,02. B bằng 5 nhân 10 trừ 3. C bằng 0,015. Vậy là linoleic bằng A 0,015 à. Đáp án đúng mình đáp án A. Ui. Live VIP hôm nay đông nhỉ? Rất đông team live viết đang học. Tính theo chênh lệch nước với lại CO2 được em ạ. Hoàn toàn giải được nhá. Em thích tính kiểu gì cũng được, nhưng đây là để tính cho các bạn hiểu nhất. Ok. Mình có sang câu 34 nè. Team live viết thầy hôm nay đông khỏe khỏe nha. Úi xồi mấy câu này bắt đầu là đến vận dụng cao này. Bắt đầu đến vận dụng với vận dụng cao rồi này. 34 này. Nhìn phát đã thấy chán đời luôn rồi. Nhìn phát đã thấy chán cuộc đời luôn rồi. Tao bao nhiêu bạn muốn thầy giải hết phần này
với cách nhanh nhỏ nhất thì chấm cái xong xem để tương xem bao nhiêu bạn muốn thầy giải hết phần này với cách nhanh nhỏ nhất chấm cái xong lại xem để tương xem. Nhớ là tối thứ tư nhé, tối thứ tư lúc 20 giờ mình lại gặp nhau, mình lại có hẹn với nhau. Ok. Thầy khá là đau họng nhưng mà vẫn cố gắng dạy cùng các em. Chiến đấu rồi, sợ xét gì, đúng không? Nào, câu 34, đun nóng, ừ thế đang giải hết mà, đun nóng 124g triglycerid với nào bắt dư. Thế thì ở đây là triglycerid là chất béo này, cộng với lại NaOH này, ăn 3 NaOH này để tạo thành xà phòng này, cộng với lại C3H5OH tất cả 3 lần đúng không? Thế để đặt số mol của glycerol là A thì có phải số mol NaOH là 3A không? Chuẩn chưa? Đến đây thì đi bảo toàn khối lượng nhỉ? Bảo toàn khối lượng này. Thấy được này. Có phải khối lượng của chất béo cộng với lại khối lượng NaOH đây là 40 nhân 3A thì bằng M xà phòng. Xong biết rồi này. 128,7g hỗn hợp muối. 128,7g hỗn hợp muối cộng với anh này là 92A. Thế mà chất béo mình biết rồi bằng 124,5. 124,5. Đến đây mình tìm được A luôn đấy nhỉ. À, 40 nhân 3 bằng 120 này, trừ đi 92 này. 120 trừ đi 92 này. 28 này. Đúng chưa? Vậy ở đây thì được là 128,7 trừ đi 124,5 chia N bằng 0,15. A bằng 0,15. Vậy ngay lập tức thì suy được số mol chất béo cũng bằng 0,15. Đến đây thì tìm được phân tử khối của chất béo. Sẽ bằng 124,5 chia 0,15 bằng 124,5 chia 0,15 bằng 830. 830 thì lớn hơn 806, nhỏ hơn 890. Như các em nhìn này. Như các em nhìn này. Thằng này gần với 806 hơn. Đúng chưa? Mà 8,6 là triamitin nên chắc chắn nó phải có gốc C15H31. Loại thằng này không có C15H31. Loại thằng này không có C15H31. Chẳng chưa? Thế thì mặt khác vậy chắc chắn là thằng này sẽ phải có hai gốc C15H31 bởi vì nó chỉ thu được hai muối thôi mà. Vậy thì chất béo chúng ta sẽ có dạng này này. RCOO CH2 CH2 này, C15H31 COO này. Đây là CH thôi. CH COO này, C15H31 và phân tử khối của thằng này thì bằng 830. Vậy nên mình tìm được rồi. Xem nha. 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 cộng 13. Được chưa? Bằng nhân 2 bằng cộng 1 bằng cộng 14 cộng 44 bằng 895. 830 trừ N bằng chia cho 14 bằng. Đó, vậy là C17 rồi. C17H bao nhiêu đây? Vừa nãy là 235 đúng không? 235 trừ đi 12 nhân 17. C17H31. Nhìn chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta chắc chắn là C15H31 và C17H31. Đáp án đúng đáp án. Dễ. Rất là dễ đúng không cả nhà? Các em có hiểu bài này không nhỉ? Các em hiểu cách giải bài này không? Đây là một trong số các cái cách giải mẹo để giải nhanh đấy. Chứ nếu không đặt ẩn xuống biện luận thì không phải đến tiết Tây nhá. Thầy sáng tạo được những cách giải nhanh như này để cho các em giải thật là nhanh lên. Bạn nào mà thấy hiểu thì chấm cái xong xe lại về tường nhá. Phải lưu ý thật nhanh bởi vì ở trong cái bài chất béo này có thể gồm rất rất nhiều cách giải dị. Mình có sang câu tiếp theo này. Câu 35 này, vận dụng cao khó một chút này. 35 lại vận dụng cao khó một tí nữa. Đốt cháy hoàn toàn Mg1 triglycerid. Đốt cháy, đây là đề của thầy dành cho lớp off ấy, đây là độ chất rất cao. Thế nên các em mới nhìn thấy các anh chị học lớp off thầy điểm thi rất cao toàn 89 ấy. Đốt cháy hoàn toàn Mg triglycerid. Vậy anh này là chất béo này. Cần dùng này, vừa đủ X mol oxy này. Thu được này. CO2 này. Và nước này. Y mol này. Mg này. Đúng chưa? Thế mà đề bài hỏi này, nếu cho amonic tác dụng dịch nước brom dư thì brom phản ứng tối đa.
Nếu cho Abon X tác dụng với dung dịch nước brom dư thì lượng brom phản ứng tối đa là 0,15 mol. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định giá trị của A. Yêu cầu chúng ta xác định giá trị của A thì tương đương với yêu cầu chúng ta xác định là bên trong thằng X này có bao nhiêu pi. Có bao nhiêu, đừng có lụi, có bao nhiêu pi cc. Đúng không? Thế muốn xác định là bên trong này có bao nhiêu pi cc thì chắc chắn anh này có dạng là CaHBO6 này. Chuẩn chưa? Đúng là CaHBO6. Đúng không? Rất dễ đấy mà các em. Hoàn toàn bọn em làm được. Hoàn toàn với sức bọn em làm được. Ở đây mình đã biết được khối lượng bằng 78x trừ đi 103y rồi. Đúng không? Có phải khối lượng đây vậy thầy? Ở đây thì đi bảo toàn khối lượng. Thì được nha. Thì được nha. Anh này là 78x trừ 103y cộng với này, khối lượng oxy là 32x bằng khối lượng của CO2 cộng với khối lượng của nước là 18y. Đến đây mình tìm được khối lượng của CO2 bằng. Đến mình tìm được khối lượng CO2 bằng. Xem nào. 78x vẫn giữ nguyên. Cộng với 32y trừ đi 103y trừ 18y. Đến đây thì tìm được số mol CO2. 78 cộng 32 chia 44 2,5x. Xem nào. Đây là 32x, sorry thầy ghi nhầm. Trừ 103 trừ 108 trừ 103 trừ 18 bằng chia 44 bằng trừ 2,75y. Đấy để số mol CO2. 2,5x trừ 2,75y. Ok chưa? Vậy nên mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình tìm được số mol chất béo. Đúng không? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình có 6 lần số mol chất béo cộng 2 lần x thì bằng 2 nhân với 2,5x trừ 2,75y. Đây, 2 này. Nhân này. Cộng với lại y. Đến đây thì tìm được số mol chất béo sẽ bằng 5x này trừ đi này 2,75 nhân 2 bằng 5,5y cộng y trừ 2x được bao nhiêu chia 6. Vậy ở đây nó chính bằng này 5x trừ 2x. 5x trừ 2x vậy là bằng 3x trừ đi 4,5y chia 6. Chuẩn chưa? 5x 3x trừ đi, vậy nó chính bằng là bao nhiêu nhỉ? 0,5x trừ đi 4,5 chia 6. 0,75y. Thế vậy bây giờ thì có là số mol CO2 trừ đi số mol nước chia cho số mol chất béo thì chính bằng K trừ 1 và bằng số mol CO2 đây biết này 2,5x trừ 2,75y này trừ đi nước là trừ đi y chia số mol chất béo là 0,5x trừ 0,75y bằng bao nhiêu này 2,5x mà trừ đi 2,75 2,75 mà trừ đi y thì còn 1,75 thôi. Đúng không? Đúng chưa? Đây là số mol chất béo này. Đây là số mol CO2 trừ số mol nước. Đúng chưa? Lỗi chắc đúng, từ từ giải chuẩn. Giải chuẩn nó mới ra chứ. Đặt nhân tử chung này. Mẹ thằng này nhân 0,5 đúng không? 0,75 mà nhân với lại 5 lên thì bằng 3,75. Đúng không? Đây đúng mà 3,75 rồi. Vậy đây là bằng 5. Vậy suy ra các em chia là các em thấy bằng 5 nhá. Bởi vì thầy thử cái này, 2,5 chia cho 0,5 thì bằng 5 đúng không? Vậy thì lên là đây là 3,75 chia 0,75 cũng bằng 5 luôn. 3,75 chia cho 0,75 cũng bằng 5 luôn. Được chưa? Vậy nó bằng 5. Thằng trên gấp thằng dưới 5 lần. Vậy là bằng K sẽ bằng K trừ 1 bằng 5, suy ra K bằng 6. Được chưa? K bằng 6 này. Nốt này. Tác dụng nước brom, brom phản ứng tối đa 0,15. K bằng 6 thì nó gồm có 3pi COO và 3pi CC. Vậy một thằng chất béo thì ăn 3 thằng brom. 0,15 mol brom. Thì suy ngược 0,15 nhân 1 chia 3 bằng 0,05. Vậy số mol chất béo bằng 0,05. Eo mấy đứa khoanh lụi gì mà giỏi thế. Mấy đứa khoanh lụi gì mà kinh khủng ấy. Mà giỏi thế. Đấy. Đây là mấy câu vận dụng cao.
làm bét rè nhè, làm tuét mắt ra thì mới giải được như vậy. Và những câu trong đề thi đại học rất thay xu hướng thi như này. Được chưa? Rất rất thích thi kiểu này các em ạ. Nha. Mình sang câu số 36 nè. Mình sang câu tiếp theo, câu số 36 nè. Đứa nào chưa xe lại về tường thì xe là nhanh về tường nha. 36. Để tác dụng hết với x mol triglyceride cần dùng 7 x mol brom. À vậy thì khó này. Số pi 7 x chia x bằng 7 dpcc. Được chưa? Vậy ngay tức mình tìm được k luôn. K có 3 pi coo 7 pi cc. Vậy k 3 bằng 7 bằng 10. Thế thì mặt khác đốt cháy hoàn toàn x cx hi o6 cộng oxy x mol sinh ra co2 v chia 2,4 nước y mol. Thế hoàn toàn đây mình có này, co2 v chia 2,4 trừ nước chia cho chất béo là x bằng k trừ 1 là 10 trừ 1 bằng 9. Suy ra V chia 2,4 trừ Y bằng 9X. V chia 2,4 trừ Y bằng 9X. Đúng chưa? Vậy ngay tức mình suy ra V bằng 2,4 nhân với lại 9X cộng Y. Rất dễ đúng không? Đấy, em nắm được cái thủ thuật này là làm rất là dễ mọi bài luôn. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án. Đáp án đúng mình là đáp án. Dễ. Cực kỳ dễ đúng không? Hello Yên Hoàng. Câu 37 nào. Câu 37 nào. Mình còn hai câu nữa thôi. Mình còn câu 37 và câu số 38 nữa thôi các em ạ. 37 nào. 37. 37 cũng trâu ở chất không kém đâu. 37 cũng trâu ở chất không kém. Điều thuận kênh nhà. Đấy. Các em giúp thầy tát tất cả các bạn theo team khủng ở trên lớp em vào nhá. Muốn cày 8, 9, 10 thì theo thầy. Hôm nay thầy đã dẫn đầu team 8, 9, 10. 37. Hiro hóa hoàn toàn xúc tác Niken luôn nóng. Mgam 3STX tạo bởi glycerol. Cần vừa đủ. Vậy X. Ăn Hiro. Số mol Hiro bằng 1,792. Chia 2,4 mà không phải 0,8 không? Đun nóng mgamic với NaOH lấy dư 25% số lượng phản ứng. X. Mấy câu này dài dòng lắm. Đúng rồi. Thầy dạy nó phải khác chứ. Học thầy là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời em. Đun nóng mgamic dung dịch NaOH dư. Dư 25% nhá. Ăn 3 NaOH này. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Hoàn toàn này. Thu được Y, chất rắn khan, khối lượng là bằng 18,44 này. Biết trong phân tử X có 7 liên kết Pi. X có 7 Pi. Mà chắc chắn bên trong đó, chắc chắn trong đó có 3 Pi CO. Vậy suy ra 7 trừ 3 thì còn 4 Pi CC. Vậy là 4 Pi X của chúng ta có 4 Pi CC. Thì nó sẽ áp 4H2. Vậy suy ra số mol x 0,08 x 1 chia 4 bằng 0,02. Được chưa? Vậy số mol x bằng 0,02 nhé. Để bài nó là đun nóng m gam x nhé. Vậy số mol này là 0,02 này. Được chưa? Đáng nhẽ ăn NaOH đủ là 0,02 x 3 là bằng 0,06 đúng không? Nhưng đây lấy dư 25%. Dưới dư 25% là 0,06 phải nhân với lại 1,25 luôn. Và cộng với lại glycerol là C3H8O3. Số mol glycerol thì chính bằng số mol đằng x đúng không? Bằng 0,02. Thế là dễ rồi. Đến đây bảo toàn khối lượng là xong. Bảo toàn khối lượng, những câu này nhìn tưởng khó nhưng mà lại dễ không tưởng. Bảo toàn khối lượng mình có này. Khối lượng của x cộng với khối lượng NaOH 0,06 x 1,25 x 40 bằng khối lượng chất rắn khan 18,44 cộng khối lượng glycerol 0,02
nhân với lại 92. Sóc 18,44 này cộng 0,02 nhân 92 này, trừ đi này 0,06 nhân 1,25 nhân 40 bằng 17,28. Đáp án đúng bình đáp án D. Các em có hiểu câu này không các em nhỉ? Các thanh niên nào nghe giảng hiểu câu này thì chấm cái để thầy biết này. Những bạn nào muốn đăng ký khóa live VIP của thầy để được học sâu từ lý thuyết đến chia dạng bài tập căn bản thì đăng ký thật nhanh tay đi. Bởi vì thì có thể inbox cho thầy ngay sau buổi live stream này để được gia nhập team offline toàn các bạn châu và khủng của thầy. Và kể cả những bạn đã mất gốc thì bây giờ vẫn có thể lấy gốc được, vẫn có thể tham gia team châu và khủng được. Các em nên nhớ rằng là hai bạn được 9 điểm năm nay đều chỉ học thầy từ đầu năm lớp 12. Một là anh Hiền, hai là một anh nữa thầy quên tên rồi. Thôi Quỳnh Nhí đừng sống ảo nữa, khổ ghê điêu thế không biết. Nào, mình có nốt câu 38 này. Câu 38 này. Câu 38 nào các em. Cho bọn này toàn yêu đồng chí chẳng thể yêu thầy. Câu 38 yêu thầy mới giỏi hóa được không? Nốt nhá. Nốt câu này của tối ngày hôm nay nhá. Và nhớ là tối thứ tư lúc 20 giờ hẹn gặp lại cả nhà nhá. 38 này. E là 3-este mạch hở tạo bởi glycerol và 3-acid carboxylic đơn trước. À, vậy lại là este mạch hở đúng không? E, 3-este. À, đốt cháy hoàn toàn X mol chất E thì thu được CO2 cộng nước Y Z. Y bằng Z cộng 5X. Y là số mol CO2 bằng số mol nước cộng 5 lần số mol E. Suy ra có phải mình có số mol CO2 trừ số mol nước chia số mol E thì bằng 5 không? Bằng K trừ 1 không? Được chưa? Vậy suy ra K bằng mấy? K bằng 6. Em hiểu này lâu rồi. K bằng 6. Được chưa? Với K bằng 6 thì chúng ta lưu ý cho thầy là với K bằng 6 thì là có 6 này thì có 3 pi COO rồi. Vậy mình chỉ còn 3 pi CC nữa thôi. Được chưa? Với K bằng 6 mình có 3 pi COO rồi. Vậy mình còn 3 pi CC thôi. Thế nhá, thế là mình xác định được bên trong thằng E này của thầy gồm có 3 pi CC và 3 pi COO. Cho X mol chất E phản ứng vừa đủ với 72 gam brom trong nước E cộng brom. Thế là 3 PCC ăn 3 brom để tạo thành sản phẩm hữu cơ. Số mol brom là 72 chia cho 160 bằng 0,45. Các em tức mình suy ngược lại số mol E 0,45 nhân 1 chia 3 bằng 0,15. Thế giờ mặt khác, nếu thầy bảo toàn khối lượng thì có khối lượng của E cộng với lại khối lượng của Brom thì chính bằng khối lượng sản phẩm hữu cơ để bài cho ra 110,1. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được khối lượng của E. Hoàn toàn đến đây thì tìm được khối lượng của E. Bằng 110,1 cộng trừ đi 72 bằng 110,1 trừ đi 72 38,1 này. Thế cuối cùng này, nếu cho X mol chất E phản ứng với KOH thì thu được muối cộng glycerol là C3H8O3. Thế bây giờ mình sử dụng bảo toàn khối lượng là xong đúng không em? Từ từ mình có số mol đó. Mình có số mol chất E mình ở bên trên mình tìm được rồi đây này, bằng 0,15. Được chưa? Số mol chất E mình tìm được rồi, 0,15 này. Ăn 3 KOH với số mol KOH bằng 0,45 này. Glycerol bằng số mol chất béo 0,15 này. Cái câu 38 này câu hoàn thiện nhất của phần chất béo. Và chất béo thường hay thi vào những câu như này. Vậy mình bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của E mình vừa tìm được bằng 38,1. Cộng 0,45 nhân 56
bằng m muối cộng 0,15 nhân 92. Được chưa? Vậy suy ra bình tỉ từ m muối luôn. 38,1 cộng 0,45 nhân 56 trừ đi 0,15 nhân 92 bằng 49,5. Làm đúng đáp án gì? À, ok, các em ơi. Các em đã theo dõi những cái bài khó này đến cuối rồi thì các em nhớ những lời thầy dặn này. Là ở trong những cái bài này thì mình có câu 37 và câu 38 là xu hướng. Câu 37 và câu 38 là xu hướng các câu chất béo trong đề trung học phổ thông quốc gia mấy năm trở lại đây. Thế nên là thầy mới cho những câu khó này vào trong này. Thì các em chú ý rằng là mình học hết cái bài chất béo rồi mình phải giải đến câu này nhá. Và hẹn gặp lại các em vào tối thứ tư với bài đầu tiên về carbohydrate. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại nhá.